Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, giữa lúc đồng bằng sông Cửu Long trời nắng hạn, đất thì nẻ tung, nông dân khóc cả tháng nay vì hạn hán, thì quan chức của Đảng Cộng sản ta đi du hí cho đã, xong về mở tiệc tùng linh đình, gọi hàng loạt cung tần mỹ nữ vào phục vụ các quan, hát hò đàn đúm trong khách sạn 5 sao cao đẳng cấp nhất của Việt Nam. Và Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng thì vẫn giả bệnh để chạy trốn trách nhiệm, trong lúc cả bộ chính trị đang nóng dần dần vì chị Vi hỏi thăm các lãnh đạo của bộ chính trị, trong đó có bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cùng với ông Nguyễn Quang Thuấn, hiện nay đang rối bời vì không biết là cụ Mác Lê gọi đi bất cứ lúc nào. Trong đó thì Tổng Trọng vẫn cứ lặn mất tăm, không rõ là tình hình sức khỏe có bị gì không, hay chỉ là một trò trốn trách nhiệm và đẩy toàn bộ trách nhiệm cho CLMV Nguyễn Xuân Phúc lo liệu tất cả từ trung ương xuống đến địa phương, giữa lúc mà toàn dân đang lo co vòi vì chị Vì có thể hỏi thăm bất cứ lúc nào. Đồng bằng sông Cửu Long thì nắng hạn, giữa lúc cả nước đang khốn đốn vì chị Vì Vũ Hán bùng phát mạnh, khẩu trang thì thiếu thốn, trường học thì đóng cửa, các quan chức đảng ta tổ chức đi du hí trời Tây bằng tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân Việt Nam. Các vị cũng biết khi những quả gôn bay lên trời ấy, để nó có thể lên nó tước đi bao nhiêu là công sức, mồ hôi, nước mắt, kể cả máu của nhân dân. Có thể bằng mồ hôi và bằng trồng dưa hấu, cô trồng lúa, anh ngư dân hay ngày đêm canh gác chủ quyền trên biển, thậm chí là sinh mạng của họ để bắt được vài con cá, một tạ thóc, một tấn lúa hay một tấn dưa, họ có thể khổ cực trải qua gian khổ như thế nào, các vị biết chứ. Có thể cú đấm, có thể là cú đấm hay là cú đâm chìm tàu, phát súng của tàu cộng hay lưỡi dao, lưỡi liềm cứa vào thân xác họ mới có chút tiền để mà đóng thuế cho các vị đi hú hí ở trời Tây. Và nếu như quý vị hú hí không thì không sao, nhưng đây quý vị lại mang nguyên con chị Vi ở bên trời Tây xa xôi về để gieo rắc lên chính cái bộ chính trị của quý vị, hay là quý vị đang bị nằm vào trong một cái kịch bản giết người không dùng tới súng của chính anh Tổng Tịch để đẩy quý vị lọt ra ngoài bộ chính trị trong khóa 13 sắp tới. Bởi vì thế không có lẽ gì mà vị Tổng Tịch đột nhiên mất tích hơn 10 ngày qua, có thể là có lý do của nó. Đem chủ quyền của quốc gia mặc cả và đổi lấy sự ổn định cho sinh mệnh chính trị và tương lai của quý vị, mặc kệ ngàn đời sau nguyền rủa. Bữa tiệc tàn, rượu cũng cạn ly, quý vị có thấy tanh tưởi hay không? Trong buổi họp tại thành phố Hà Nội ngày 8 tháng 3, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội nói rõ là tên Nguyễn Quang Thuấn là kẻ có nguy cơ lây nhiễm dịch cao nhất cho Bộ Chính trị cũng như thành phố Hà Nội nói chung và cả đất nước Việt Nam nói riêng. Thuấn là một giáo sư Đảng, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, một tiến sĩ kinh tế và là thành viên của tổ tư vấn chính phủ của CLM Nguyễn Xuân Phúc. Việc dư luận tập trung chỉ trích cô Nhung và đưa ra những lý lẽ ABC CLMV khác để cho rằng cô trực tiếp gây họa cho nhiều người. Nhưng số người cô tiếp xúc khi trở về là không quá 5 người. Trong cái đó thì cha của cô ta lại tiếp xúc trực tiếp với 96 người. Theo lời của ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ông ta đã tiếp xúc trực tiếp với 96 người, nghe đầu có danh sách của hơn 369 người đã tiếp xúc trực tiếp với ông Nguyễn Quang Thuấn. Có những triệu chứng mà vẫn đi ăn chơi trác táng đàn đúm, không loại trừ chính lối sống phè phỡn ấy đã tự y rước bệnh vào người. Có thể tiếp xúc với gái mại dâm ở châu Âu cũng nên. Phố Trúc Bạch mà mọi người thấy dân tháo chạy trong đêm là chính y cũng góp phần trong đó chứ không riêng gì cô Nhung. Và mới nghe có một quan chức cao cấp trong chuyến bay ấy nghi là dương tính, có bố vừa mất.
y chủ trì tang lễ và đã gặp bắt tay hàng ngàn người từ quan chức cao cấp, hạng thấp của giàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Nghĩa là ở Việt Nam những kẻ đảng viên tự cho mình là loài thượng đẳng, nghĩ là đảng viên chẳng thể nào còn virus COVID có thể tấn công đâu mà gây họa biết bao nhiêu người. Chỉ đảng viên mới tự cho mình cái lối sống buông thả, bệ rạp, bầy đàn, nghĩ là sức mạnh cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể miễn nhiễm với COVID. Vì thế mà COVID đã đưa hàng loạt những người trong Bộ Chính trị, trong đó có ông và một số người khác, bây giờ thậm chí có cả Nguyễn Xuân Phúc đã từng bắt tay với ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, đó là ông Nguyễn Chí Dũng, ôm hồn rất thắm thiết. Và như vậy thì tỷ lệ lây bệnh của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc có thể là rất cao. Có lẽ ở trong Bộ Chính trị hiện nay, kể cả tam trụ, thì có lẽ là có một mình ông Tổng tịch hiện tại có thể tạm thời an toàn với COVID, vì ông đã trốn mất tăm hơn 10 ngày hôm nay. Trên mạng Internet truyền thông tin sau chuyến công tác Ấn Độ, bonus thêm nước Anh và nhập khẩu virus Vũ Hán về nước, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức tiệc liên hoan, trong đó mời cả ca sĩ đến hát và sắp xếp cho ca sĩ ngồi cạnh Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Thực hiện quyền và trách nhiệm giám sát của công dân, tôi đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời cho dân những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, nội dung đi công tác Ấn Độ là gì? Tại sao lại vòng sang Anh? Có đúng sau chuyến công tác này, đoàn công tác đã tổ chức tiệc tùng và mời ca sĩ đến để mua vui hay không? Thứ ba, nếu mở tiệc thì với nội dung công tác chỉ là học tập, thăm thú và tìm hiểu về xứ người, tức học cho mở mang thêm cái đầu rốt nát của các ông, thì thành tích gì vang dội để tiệc tùng ăn mừng? Ai là người chỉ đạo mở tiệc? Đó là điều thứ tư. Và điều thứ năm là tiền tiêu xài của bữa tiệc lấy từ đâu ra? Tiền túi cá nhân của các ông hay là tiền của công quỹ của bộ? Thì đã thông qua ý kiến của công chức bộ khi tiêu xài cho nhóm nhỏ người không có thành tích gì không? Thứ sáu là nếu tiêu tiền xài trong bữa tiệc là từ ngân sách thì chi theo điều khoản nào, quy định nào, diện nào được mở tiệc, diện nào được dùng tiền thuế của dân để mời ca sĩ đến kè kè một bên như vậy? Điều thứ bảy là trong bối cảnh của bộ máy gồng lên chống dịch, đời sống của người dân xáo trộn, hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu đình đốn, nền kinh tế đứng trước nguy cơ bị suy thoái, lãnh đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại mở tiệc ăn mừng thì có còn xứng đáng và với danh chức của mình là người đứng đầu trong bộ máy lãnh đạo nữa hay không? Tôi nhất định sẽ đòi hỏi và kiên trì đòi hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời những thắc mắc nêu trên. Ca nhiễm virus Corona 17 cách nay một hôm gây chấn động Hà Nội. Đó là ngày hôm 8 tháng 3 năm 2020. Chính quyền Việt Nam công bố thêm 10 ca nhiễm virus mới, trong đó đặc biệt gây lo ngại đó là bệnh nhân thứ 21. Ông Nguyễn Quang Thuấn, 61 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ông Nguyễn Quang Thuấn đi cùng chuyến bay VN0054 ngồi ghế 5A ngay bên cạnh bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung là con gái của ông. Theo thông tin được biết, bệnh nhân thứ 21 là ông Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và là thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Khác hẳn với cô Nguyễn Hồng Nhung, một doanh nhân cư trú tại phường Trúc Bạch đã có triệu chứng ốm mệt ngay từ trước nên gần như là không đi ra ngoài từ khi về nước, không kể đến khám bệnh ở Viện Hồng Ngọc và một cửa hàng. Theo thông tin chính thức, người nhiễm COVID-19 thứ 21 vẫn hoạt động bình thường và gặp gỡ rất là nhiều người. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ca mắc COVID-19 thứ 21 có thể là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất vì người này tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi. Trường hợp này là rất phức tạp và khó khăn nhất. Trong đó thì ông đã gặp mặt rất nhiều những người ở trong Bộ Chính trị, nhất là ở với Văn phòng Thủ tướng Chính phủ.
Ông Nguyễn Quang Thuấn có khả năng là nguồn lây nhiễm cho 400 người thuộc diện F2 riêng tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo chính quyền Hà Nội, kể từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3, tức trước khi nhập viện, bệnh nhân thứ 21 đã tiếp xúc với tổng cộng 96 người. Trong thời gian 5 ngày nói trên, ông Thuấn đã tham gia một số cuộc họp tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Hội đồng Lý luận Trung ương. Hiện tại, theo một số thông tin không chính thức, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội đã lập danh sách những người bị cách ly. Riêng số những người gián tiếp và trực tiếp tiếp xúc với ông Thuấn thông qua một người khác đã lên đến gần 400 người, tức là diện sau F2, theo thuật ngữ dịch tễ học thường được sử dụng tại Việt Nam. Những thành viên trong gia đình của gần 400 người F2 này đã bắt buộc phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo quyết định nâng cấp cách ly của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Được biết, đoàn đi Ấn Độ của đoàn của Bộ Kế hoạch Đầu tư đi Ấn Độ và sau đó thì được thêm một phần thưởng nữa là đi Anh, và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã theo lời mời của sứ bạn, 12 người chủ yếu là đi tham quan học tập chứ không có ký kết hợp tác bất cứ một thứ gì cả. Và trong chuyến đi này thì họ tiêu tốn tiền thuế của dân rất nhiều. Họ đi máy bay ở khoang VIP hạng thương gia và ở khách sạn, ăn uống ở khách sạn 5 sao. Tiêu tiền của dân, mồ hôi nước mắt của dân, không cần biết người dân bây giờ đang khổ như thế nào. Đặc biệt là 17 triệu dân ở đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây hiện nay đang bị ngập mặn và lo ngại rằng năm nay ở Việt Nam có thể sẽ bị khủng hoảng về lương thực vì vựa lúa miền Tây của 17 triệu người dân miền Tây hiện tại là đang bị ngập mặn trầm trọng, mà nếu như không có mưa trong thời gian tới thì ảnh hưởng rất nhiều đến an ninh lương thực của Việt Nam. Nghĩa là họ sẽ xây dựng cái gì đó về mặt thiết chế lý luận và điều đó chưa xảy đến. Họ tham quan Ấn Độ và kêu gọi đầu tư, chưa có con số đầu tư phát sinh mới, chưa có chủ trương đầu tư được xác quyết trực tiếp tại các cuộc gặp gỡ. Ở Anh họ tham quan học tập và chương trình khởi nghiệp, đương nhiên chưa có phát kiến gì. Có thông tin họ về nước mở tiệc linh đình, mời ca sĩ ngồi cạnh ông Nguyễn Chí Dũng. Trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch, họ làm như vậy cũng có thể xem là vui chơi trong nỗi sợ hãi của nhân dân. Hãy xem lại lịch sinh hoạt của giáo sư Thuấn, ca bệnh thứ 21, một người thường trực tiếp lên truyền thông với sơ mi cũ. Ngoài việc họp ở hội đồng lý luận, ông đi ăn trưa ở khách sạn Tegu và ăn tối ở nhà hàng, đi đánh gôn cùng với đồng sự, cũng phải nhờ đến con virus mới phơi lộ được sự thật đằng sau cái vẻ bình dị của ông ta như thế nào. Được biết, theo tiết lộ thì ông có thẻ VIP chơi gôn với giá vé 3 tỷ một năm. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy là nhiều người, tài sản của cả một gia đình khoảng 10 người cũng không bao giờ có 10 tỷ, kể cả bán căn nhà, trâu bò, ruộng vườn của mình cũng chưa bao giờ có được số tiền 3 tỷ như một vé chơi gôn của ông Thuấn. Làm gì có chuyện cô gái Nguyễn Hồng Nhung dương tính nhập viện ngày 5 tháng 3 mà ngày 6 tháng 3 giáo sư Thuấn, người cùng chuyến bay và là cha ruột của Nguyễn Hồng Nhung, vẫn đi đánh gôn. Quy trình nguyên tắc ở chỗ nào và ý thức chính trị ở đâu? Dân tình thì thức trắng đêm để nhận thêm một ca bệnh từ ông Thuấn sao? Thật sự bức xúc vì cái cách sống của những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam này. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn. Ông Dũng là cán bộ cấp cao nhưng nghi ngại vì đã mang đến cho nhân dân mầm bệnh cùng với cảm giác bất an. Chưa cần so với dân, hãy nhìn vào cuộc họp giữa đêm của Hà Nội, nhìn sự đau khổ của ông Vũ Đức Đam cũng đủ thấy sự chịu đựng khủng khiếp mà hệ thống chính trị đang nếm trải. Trong bối cảnh đó, một phái đoàn áo gấm sông Hương vi vu xứ ngoại trở về mang theo nỗi sợ hãi cho nhân dân lại phô bày vương giả. Thật là trái khuấy. Cô gái mang tên Nguyễn Hồng Nhung gây họa cho nhân dân, dù sao cũng tự đi bằng tiền của cô ta.
Đó là theo cách nghĩ của tôi, nhưng thực ra cô ta là con gái của ông Nguyễn Quang Thuấn thì chắc chắn là sẽ được đi free với tiền thuế của nhân dân trong cái bộ kế hoạch đầu tư. Thân là lãnh đạo và một vé máy bay cũng tiền của dân, lại không tự chăm sóc và tự chăm lo cho mình, lại trở thành nguy cơ cho bao nhiêu người. Lãnh đạo như vậy khuyên dân làm sao được, buộc dân nghe lời làm sao được. Dân phải gồng mình trước dịch bệnh và vừa phải cố nuốt trôi cảm xúc tiêu cực này, không người nào mà không dấm dứt, không ai còn có chí hướng sống với cộng đồng. Quan nhân sống một ngày cố hưởng thụ một ngày, đụng chuyện lại hiệu triệu nhân dân thì còn gọi gì là đạo lý. Hòn đá cũng chẳng có ra, sức chịu đựng của nhân dân thì cũng chỉ là vô hạn. Nhẽ nào là ông vua Thuấn bên xứ Tàu vì yêu ái nhân dân mà đầu thai vào hình hài này hay sao? Nên mỗi người dân kinh kỳ thức trắng đêm là điềm lành, còn trời sáng thế, vua lý luận, ôi sao mà sung sướng. Nguyễn Tiến Tường còn bình luận thêm, nhà mặt tiền ngoài kinh kỳ ba căn liên hoàn, đánh côn 3 tỷ một năm, ăn nhậu năm sao mà phong thái thì dung dị. Ông ta cố tình ăn mặc một cách giản dị nhất để cho người dân thấy rằng ông ta nghèo, nhưng thực tế thì ông có rất nhiều nhà ở Hà Nội và ở Hải Phòng. Trong khi đó, nguyên những người mà làm nô gia cho nhà ông ta, tức là những người làm thuê, cắt cỏ, tỉa cây và lau dọn nhà cửa của ông cũng đã tới mấy chục người. Với lập luận rằng bộ trưởng cũng chỉ là một công dân, nhà báo Nguyễn Tiến Tường cho rằng trong bối cảnh cả nước, cả quốc gia, cả nước đang nháo nhào đi tìm kiếm những người đi cùng với cô Nhung để cách ly, Bộ trưởng Dũng đáng lẽ phải được xem xét là trường hợp đặc biệt cần phải tầm soát và theo dõi. Khi cả khu phố, cả xã bị cách ly thì không thể có việc có một cá nhân ngoại lệ. Việc ông được đặc cách và cách ly tại nhà, chưa nói đến việc không công bằng với những công dân khác, và khả năng bảo vệ của ông và những người xung quanh là cực kỳ thấp với điều kiện không chuyên biệt. Nên nhớ là giáo sư Thuấn hoặc là bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ là những con người rất là bình thường. Và ông bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với ông Thuấn cũng ngồi chung khoang với cô Nhung, mấy cách nhau chỉ có mấy hàng ghế, và đã trở thành ca thứ 21 thì bộ trưởng Dũng cũng đã đi Nghệ An và tiếp xúc với nhiều người. Càng cần thiết cần phải cách ly và theo dõi ông với tư cách là một công dân Nguyễn Chí Dũng. Dù ông Dũng là bộ trưởng nhưng cơ địa của ông cũng là một con người bình thường. Phó Tổng thống Iran, Tổng thống Mông Cổ cũng vào khu vực cách ly. Bất kỳ sự biệt đãi nào trong bối cảnh hiện tại cũng sẽ tạo ra sự thoái chí của cả xã hội. Khi đó thì nhân dân sẽ càng hoang mang, mạnh ai nấy sống. Vì vậy, mời công dân Nguyễn Chí Dũng vào trại cách ly thay vì để Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ở nhà và để thuộc cấp trả lời báo chí như một kiểu là truyền thông quan cách. Đây là một đại dịch chứ không phải là việc xề xòa như vụ ông Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đi ăn cá biển để chứng tỏ rằng Formosa không bị nhiễm độc. Trước thời điểm xuất hiện hai ca thứ 17 và 21 đặc biệt của hai cha con này, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam đã hả hê nhìn các clip người dân Iran hôn đền thờ, thánh điện rồi cười cợt khi dịch trị Covid-19 lan tới tận tầng lãnh đạo cao nhất của Iran. Bây giờ thì chỉ vì quan lơ là trong khâu kiểm tra nhập cảnh của một chuyến bay mà bộ máy của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đang đối diện với nguy cơ lây nhiễm. Hy vọng rằng lần này thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và rất nhiều nhiều các lãnh đạo khác hãy lây nhiễm càng nhiều càng tốt. Đây nghe nghe ra thì có vẻ tôi là một con người độc ác, nhưng đó là một điều mong muốn của ít nhất 80 triệu người dân hiện nay, mong muốn rằng các ông hãy biến ra khỏi trái đất này đi để cho người dân chúng tôi tự định đoạt lấy vận mệnh của quê hương chúng tôi. Vì lãnh đạo của Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều người trên 60 tuổi, lứa tuổi bị mất mạng nhiều nhất vì virus corona quái ác này, kế hoạch biến nguy thành có, khôi phục ngành du lịch nói riêng và kinh tế nói chung của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc trước thời điểm quý 1 năm 2020 thì đã tan tành theo mây khói.
vẫn là chuyện của chị Vi. Chị Vi đã ghé vào Việt Nam và bây giờ thì đã ghé vào tận Bộ Chính trị, nhưng Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng thì vẫn mất tăm. Có lẽ ông đã đang trốn chị Vi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Và đừng quên bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.